Xin chào anh em, chào mình em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Tiếp tục chương trình cũng như là đăng những cái video cuối năm cho anh em mình. Chắc chắn là sẽ có chương trình tốt cho anh em mình khi mà anh em mình có nhu cầu đầu tư. Đối với những anh em nào mà đầu tư về mua dùng một con máy bu lông sử dụng pin, và anh em làm nghề sửa xe thì không thể nào thiếu một dòng bu lông pin của Decton được anh em. Dòng này thì hiện tại giá nó đang cực kỳ tốt cho anh em mình luôn. Mẫu máy đang cầm trên tay thì con này nó sẽ có lực là 550 N và lực mở ra tới 800 N để hỗ trợ tốt cho anh em mình trong công việc mình mở loại ốc 2224 nha anh em. Mẫu này thì bên em đang bán giá một thân như này á, nó cực kỳ tốt luôn cho anh em, và đặc biệt có rất là nhiều chương trình cho anh em mình để đầu tư với cái giá 1.810.000. Anh em mình có thể lựa chọn được với 3 combo hỗ trợ kèm theo để đầu tư với con máy này. Với combo 1 em sẽ lên cho anh em mình là mua, anh em sẽ có thân, pin và sạc luôn. Với combo này bên em đang bán cho anh em mình là 1.080.000. Anh em nhớ kỹ từng cái combo nha. Anh em thích combo nào thì mình có thể liên hệ ngay với số hotline 0906 779 465 để được bên em hỗ trợ cũng như là đầu tư lên đơn đi hẹn liền cho mình nha anh em. Combo này là combo 1, anh em sẽ nhận được một thân máy iDub 550 New Raw và kèm theo một quả pin B4000M nha anh em, B4000M, và sẽ có thêm cho anh em mình một cục sạc S40 cho anh em. Là đây là combo số 1 cho anh em mình, giá là 1.080.000. Combo thứ hai sẽ dành cho anh em nào mà đã có pin có sạc rồi, mình chỉ cần một thân bu lông này và muốn được hỗ trợ được tặng thêm một cái con chiên vít nữa thì em sẽ lên cho anh em mình. Tiếp theo là combo số 2 nha, anh em sẽ nhận được một thân bu lông iDub 550 rò và kèm theo đó sẽ nhận thêm được một con chiên vít nữa cùng hệ cùng chân pin phổ thông, mã của nó là M21CV230N. Con này thì nó khá là nhiều màu nên là khi mà anh em mình đã thích cái gói combo 2 này thì mình có thể nốt màu lại để được bên em hỗ trợ cũng như là tư vấn cho mình với cái giá cũng chỉ có 1.080.000 thôi. Anh em có thể lựa chọn được combo số 2 nha anh em. Đó, combo con chim vít này phù hợp với anh em nào mà mình làm bên xe máy nè, mình làm bên mộc, làm bên gỗ thì anh em mình có thể đầu tư giá cực kỳ tốt luôn cho anh em. Và gói combo cuối cùng sẽ dành cho anh em nào mà mình đầu tư mà mình muốn có cái quà tặng gì đó để cho vợ mình sử dụng, có thể sử dụng chung được với những cái sản phẩm pin của mình, thì anh em mình mua một con bu lông này để mình làm nghề sửa xe thì anh em sẽ được hỗ trợ gói combo thứ ba. Anh em mình có thể được hỗ trợ kèm theo một cái con máy hút bụi, con này sẽ có mã là M21HB01 cho anh em mình dùng. Mẫu này thì nó sẽ có tới 2 màu lần anh em mình lựa chọn. Con này gần như là con khỏe nhất trong tầm giá anh em mình có thể đầu tư được của Decton. Lực hút cực kỳ khỏe luôn. Mẫu này anh em mình lựa được 2 màu nha anh em. Anh em có thể lựa được màu xanh này hoặc là màu xám kèm với một cái thân bu lông iDub 550 New Raw này, giá vẫn là 1.080.000. Thì sau 3 cái gói combo này anh em ưng gói combo nào thì mình có thể nhấc máy lên điện ngay cho số hotline 0906 779 465 để được bên em hỗ trợ cũng như là mình chốt đơn và lựa màu, lựa gói combo nha anh em. Đồng giá hết 1.810.000. Gói combo này thì bên em sẽ hỗ trợ chạy cho anh em mình cũng như qua Tết một xíu thôi, thì anh em nào mà có nhu cầu đầu tư thì mình tranh thủ mình lựa chọn ngay, gọi ngay cho shop để được hỗ trợ, hoặc là anh em mình muốn đầu tư ghé tại cửa hàng để mình được trải nghiệm và mình được lựa chọn combo, cầm nắm combo luôn, thì anh em mình có thể đến ngay địa chỉ 1095 quốc lộ 1A, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thì bên em sẽ hỗ trợ cho anh em mình cầm nắm sản phẩm, test sản phẩm luôn. Anh em lựa chọn thích combo nào thì mình có thể lựa chọn được một trong ba combo nha anh em. Đầu giá 1.080.000. Và bây giờ thì cũng cảm ơn em xem đã xem video tới bây giờ. Anh em nào xem video tới bây giờ mà chưa cho em xin một lượt subscribe kênh, follow kênh thì nhớ cho em xin một lượt subscribe. Và đừng quên nhấn vào cái chuông thông báo bên cạnh để mỗi khi mà anh em lên những video, lên những chương trình mới thì anh em mình tránh cái tình trạng mình bỏ lỡ chương trình từ Máy Móc Việt Nam Bình Tân nha anh em. Cũng như là được YouTube thông báo nha. Còn bây giờ thì chắc xin chào và tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye anh em.